Veo 3 là một trong những công cụ AI đang rất là hot và gần như chúng ta có thể sử dụng hàng ngày luôn ha Nhưng mà hiện tại đa phần là anh chị sử dụng ở trên máy tính Trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng Veo 3 trên điện thoại ha Và đồng thời chúng ta có thể đồng nhất nhân vật theo các cung hình như thế này Anh chị sẽ xem thử kết quả ha Mẹ ơi, mấy giờ rồi? Chuyến giờ làm rồi, này quyền báo thức. Đầu tiên á, để mà sử dụng VL3 trên điện thoại á, thì chúng ta có thể sử dụng ở trên Gemini hoặc là Google Flow ha anh chị? Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để sử dụng trên Gemini rất là đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào Google Play hoặc là App Store ha, tùy vào điện thoại của anh chị á, sử dụng hệ điều hành nào ha. Và đây mình sẽ search từ khóa là Germany nè Anh chị sẽ cài một cái app của Germany vào đây để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hết chị Ở đây anh chị sẽ thấy có cái chữ là Google Germany nè Chúng ta cài đặt ha Nếu mà đã cài đặt rồi thì chúng ta mở lên Sau khi mà chúng ta cài đặt rồi anh chị Anh chị sẽ đăng nhập vào tài khoản mà chúng ta đã sử dụng được V3 ha nếu như anh chị sử dụng tài khoản Pro á, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng V3 Nhưng mà mỗi ngày thì chúng ta sẽ có bị giới hạn anh chị Hiện tại như đâu đó khoảng 5 video trong một ngày anh chị Ok ha, sau khi mà chúng ta đã đăng nhập vào rồi á thì anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái chữ video nè chúng ta nhấp vào video này và nó có thể tạo ra video ngay trực tiếp ở trong Gemini luôn ha chỉ cần một chiếc điện thoại thôi anh chị có thể tạo rất là đơn giản ở trong Gemini nè thì được một lợi thế đó là chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn tiếng Việt chúng ta có thể sử dụng câu rơm tiếng Việt chúng ta có thể nói lời thoại bằng tiếng Việt rất đơn giản thôi chị anh chị muốn cái gì thì anh chị gõ vào đây ha nó không có yêu cầu về tiếng Anh giống như ở trong flow hả anh chị ví dụ như ở đây mình yêu cầu là một con gà trống ngủ quên và nó bật tỉnh dậy nói bằng tiếng Việt ối trễ giờ làm rồi và mình sẽ bấm gửi đi anh chị sẽ thấy ha rất đơn giản thôi và chúng ta có thể tạo video trong đây ha ở trong Zoom Mini thì có những cái lợi thế giống như những video trước mà mình nói á thì chúng ta có thể sử dụng được tiếng Việt nè chúng ta có thể đưa lại thổi tiếng Việt dài bao nhiêu cũng được ha anh chị và đặc biệt á là chúng ta có thể không cần phải yêu cầu cô Chrome phức tạp gì hết á. yêu cầu cái gì thì nó có thể tạo ra video đó ha anh chị nhưng mà ở trong Zoom Mini thì nó có một cái nhược điểm đó là chúng ta khó mà đồng bộ nhân vật để đồng bộ được nhân vật thì chúng ta sẽ sử dụng flow ha một chút nữa mình sẽ nói phần sau của video này nè và trong flow đó, thì chúng ta sẽ có cách dùng nó khác khác hơn so với trong Gemini này một tí anh chị và trong Gemini này khi mà chúng ta tạo thì chúng ta sẽ tạo lần lượt video ha ví dụ như mình đang tạo một video như thế này mình phải đợi sau khi mà nó tạo xong thì chúng ta mới tạo được video tiếp theo ha còn trong flow thì anh chị có thể tạo bao nhiêu cũng được một ngày tạo bao nhiêu cũng được anh chị và cùng lúc chúng ta có thể tạo bao nhiêu video cũng được ha mình có video rồi anh chị mình nghe thử nè ôi Tr trễ giờ làm rồi nhá. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng ở trong Gemini thì chúng ta có thể tạo ra video rất là dễ ha. Nó có thể tạo ra kèm âm thanh bởi vì V3 thì chúng ta có thể tạo ra kèm âm thanh hả anh chị. Còn đôi khi mà nó không có cái lời thoại nhân vật đó, hoặc là bị thiếu như thế nào đó, thì chúng ta có thể tạo lại hoặc là chúng ta dùng cái công cụ khác chúng ta tạo và chúng ta ghép lại hả anh chị khi mà tạo xong rồi thì anh chị có thể bấm vào nút download ở đây nè và chúng ta có thể tải về chúng ta sử dụng ha rất là dễ dàng thôi hoặc là anh chị có thể lưu lên Google Drive gì cũng được đấy là cách sử dụng đầu tiên ở trên Gemini bằng điện thoại ở trong V3 này mà chúng ta có thể sử dụng ha chỉ cần một tài khoản Google AI Pro hoặc là Google AI Ultra là anh chị có thể sử dụng được ha cách sử dụng thứ hai đó là chúng ta sử dụng ở trên Flow nhưng mà ở trên Flow anh chị là bắt buộc chúng ta phải chuyển vùng quốc tế về Mỹ ha bởi vì hiện tại flow thì chưa có hỗ trợ ở việt nam có thể là sắp đến họ sẽ hỗ trợ thôi nhưng mà hiện tại thì chúng ta chưa có thể sử dụng ở việt nam ha nên chúng ta phải cần có một cái app để chúng ta có thể chuyển vùng quốc tế về mỹ thì anh chị có thể sử dụng rất là nhiều app nhưng mà mình sẽ thường sử dụng cái app của winstrike anh chị có thể vào google play hoặc app store chúng ta có thể tìm được ha app này thì cũng miễn phí thôi anh chị có thể dễ dàng sử dụng được anh chị search cái từ khóa là winstrike này nè chúng ta sẽ thấy ở đây nó có một cái app tên là winstrike vpn ha cài cái app này lại sau đó chúng ta mở lên ở đây nếu mà có tài khoản rồi thì chọn login ha còn nếu mà chưa có tài khoản thì chúng ta bấm vào get started nè điền username điền password và điền email của chúng ta ha ở trong đây thì nó có thể sử dụng miễn phí nên anh chị rất là dễ dàng ha chúng ta có thể điền một cái username nào đấy nếu như anh chị điền email á thì chúng ta sẽ verify email của chúng ta thì trong một tháng đó nó sẽ cho chúng ta 10 ghi ha tức là 10 ghi để mà truyền tải dữ liệu của anh chị còn nếu mà chúng ta không verify thì một tháng chúng ta sẽ có hai ghi hết chị giả sử như ở đây mình không verify email ha mình bấm vào continue chẳng hạn rất là dễ dàng ha và ở đây anh chị sẽ thấy đây là màn hình giao diện chính của Winstrike ha chúng ta sử dụng một cách nào ở đây anh chị thấy những cái chữ nào có chữ us 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 nè central s hoặc là west nè là những cái vpn để chúng ta chuyển về mỹ thì chúng ta có thể chọn bất kỳ cái nào cũng được ha ví dụ như chọn vào central đi thì anh chị sẽ thấy ở đây nó có atlanta atlanta nè dallas nè dallas ha rất là nhiều ha và anh chị chỉ cần lưu ý là những icon nào có hình trái tim phía trước là những vùng mà chúng ta có thể sử dụng miễn phí còn những cái icon nằm có hình ngôi sao là chúng ta cần phải đăng ký nâng cấp cái Winstrike này lên chúng ta mới sử dụng được ha cơ bản là chúng ta chỉ cần chuyển vùng về Mỹ thôi anh chị ở vùng nào cũng được ha nên chúng ta sẽ chọn bất kỳ một cái vùng ví dụ như mình sẽ chọn là Atlanta chẳng hạn và chúng ta chỉ cần bật icon này lên ha thì nó sẽ tự động nó mở lên để anh chị sẽ thấy cái vòng tròn màu xanh mà nó bật lên rồi á và ở trên ngay gần gần cái logo của wifi anh chị anh chị thấy có một cái chữ nhỏ nhỏ là VPN ha tức là nó đã chuyển vùng thành công rồi anh chị chúng ta sẽ giữ cái vùng này ha chúng ta đừng có tắt cái phần mềm nó đi anh chị sau đó thì anh chị vào trang web của Labs ha anh chị vào trình duyệt Chrome anh chị thì chúng ta có thể sử dụng ha khi vào đây rồi anh chị anh chị chỉ cần bấm vào sign in with Google ha chúng ta đăng nhập tiếp cái tài khoản của chúng ta đã sử dụng vào đây ha để mình sẽ đăng nhập tài khoản mình vào đây là tài khoản Google Ultra ha anh chị sẽ thấy ha nó có chữ Ultra nhỏ nhỏ trên ha và nó sẽ bật download ha, anh chị bởi vì chúng ta đã chuyển vùng về Mỹ rồi á thì khi mà anh chị đăng nhập vào đây anh chị sẽ thấy và chúng ta có thể sử dụng được nếu như anh chị chưa chuyển vùng á, thì nó sẽ báo là hiện tại chưa hỗ trợ quốc gia này hết anh chị đấy rất đơn giản ha và chúng ta có thể tạo một cái video ở trong đây rất dễ dàng anh chị có thể nhấp vào dự án mới ha hoặc là ở đây mình có một số video mình đã tạo rồi nè mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cho nó nhanh chóng ha chúng ta đỡ phải chờ khi mà chuyển vùng về Mỹ á, thì nó sẽ hơi lắc lắc một chút anh chị bởi vì chúng ta đang ở Việt Nam mà nhưng mà không sao hết chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được Ok ha, bây giờ mình sẽ tạo một câu Chrome đầu tiên và lưu ý khi mà sử dụng trong Google Flow này á, thì chúng ta phải sử dụng câu Chrome tiếng Anh và những cái lời thoại tiếng Việt á, thì nó chỉ một ít thôi anh chị tức là lời thoại tiếng Việt nó sẽ xen kẽ ở trong câu Chrome tiếng Anh đó và lời thoại tiếng Việt này nó chiếm đâu đó tầm 10-15% gì đó, mình đoán là vậy còn nếu mà anh chị để lời thoại tiếng Việt nhiều quá thì nó sẽ báo là hiện tại chưa hỗ trợ tiếng Việt ha nên chúng ta phải lưu ý cái việc đó để chúng ta sử dụng ha Ví dụ như phân cảnh đầu tiên anh chị sẽ thấy ở đây có một cái câu rơm như thế này. Bây giờ mình reduce rơm lại cho anh chị xem. Đây, đây là câu rơm ha. Chúng ta có thể sử dụng ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có thể tùy chọn ha. Giống y chang như trên máy tính thôi anh chị. Từ văn bản sang video nè. Hoặc là tạo video từ hình ảnh ha. Ở đây ví dụ như mình tạo từ văn bản sang video đi. Mình sẽ chọn vào cái icon nhỏ nhỏ đây. Mình chọn vào veo 3 nè. Bấm vào nút này để mình run ha. Bây giờ chúng ta đã có kết quả rồi. Anh chị xem thử kết quả ha. Khi mà chúng ta đã sử dụng ở trong đây rồi á, anh chị sẽ thấy nè. Nếu như bình thường á, chúng ta rê vào trong cái kết quả á, thì anh chị sẽ thấy có một cái chữ nhỏ nhỏ là Add to screen ở bên tay trái góc trên của video để chúng ta có thể chuyển tiếp những video tiếp theo để chúng ta có thể đồng bộ nhân vật ha. Nhưng mà sử dụng ở trên điện thoại á, thì nó sẽ không hiển thị cái câu đó. Còn cách mà để chúng ta có thể cố định được nhân vật á, anh chị thì chúng ta cần phải sử dụng ở trên máy tính ha. Thì ở trong video trước mình cũng đã hướng dẫn rồi mình đã test thử tên điện thoại anh chị thì nó làm ra rất là lỗi ha và chúng ta khó thể nào sử dụng được để mà có thể cố định được nhân vật thì đầu tiên anh chị tạo ra một video trước nè và anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái chữ là thêm một cảnh ha chúng ta nhấp vào đây thì nó sẽ bắt đầu từ cái phân cảnh đó chúng ta có thể chuyển tiếp cái phân cảnh tiếp theo và giữ nguyên cái nhân vật anh chị để chúng ta tạo cái hành động tiếp theo của chú gà ha thì ở đây mình sẽ kéo cái phần timeline này nè về cuối anh chị chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái cảnh cuối cùng của chú gà và anh chị sẽ bấm vào dấu cộng nè chúng ta bấm vào chuyển đến ha hoặc là tiếng Anh thì là zoom to anh chị đây và chúng ta chỉ cần điền cái phần rơm ha phần rơm của cái hình động tiếp theo của chú gà này và chúng ta chọn tiếp tục ở đây là V3 nè và sẽ gửi đi ha sau khi mình nó tạo xong thì anh chị sẽ thấy một cái luồng video liên tục ha và nếu như anh chị muốn tiếp tục cái hành động sau cái phân cảnh thứ hai nè thì sau khi kết quả này tạo xong chúng ta sẽ tiếp tục kéo cái timeline này về cuối cùng ha và chúng ta tiếp tục bấm vào dấu cộng nè chúng ta chọn chuyển đến ha và chúng ta tiếp tục cái phần prompt tiếp theo ha thì cứ như vậy chúng ta có thể tạo ra video dài bao nhiêu cũng được anh chị và nhân vật nó sẽ giữ xuyên suốt chúng ta ha ví dụ như video đầu tiên mà anh chị xem ba phân cảnh đó là ba phân cảnh của cùng một chú gà ha và ở đây anh chị sẽ xem nè ba kết quả nè là nó hiển thị của cùng một chú gà anh chị rất đơn giản thôi chúng ta có thể sử dụng ok anh chị đó là cách chúng ta có thể sử dụng veo 3 ngay chính trên điện thoại không cần phải máy tính và rất là dễ dàng sử dụng ha còn anh chị muốn học sâu hơn về ai á chúng ta muốn học để tạo ra những kết quả từ đầu tới cuối để mà làm thương mại hoặc là những kết quả xuyên suốt luôn thì mình cũng có khóa e-learning dành cho anh chị ha trong khóa e-learning nè mình chia sẻ rất là chi tiết anh chị cho anh chị bắt đầu từ số 0 luôn chưa biết gì về AI chưa biết gì về tiếng Anh chúng ta vẫn có thể sử dụng được ha và chúng ta có thể vận dụng các kiến thức về AI như thế này chúng ta tạo ra những video rất là chất lượng anh chị để làm thương mại hoặc là quảng cáo sản phẩm cho anh chị hoặc là chúng ta có thể xây kênh hoặc là chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ anh chị những dạng video kết quả ở đây mình sẽ hướng dẫn cho anh chị rất là chi tiết từ số 0 để anh chị hoàn toàn có thể làm từ A tới Z từ những cái video mẫu như thế này anh chị anh chị có thể làm ra hàng trăm video khác nhau ha ngoài ra trong khóa e-learning của mình nó có hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta tạo ra những video dành cho doanh nghiệp ha chỉ từ những file thông tin rất là cơ bản của doanh nghiệp chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra sử dụng AI ha, anh chị để chúng ta nhận các job đó chúng ta có thu nhập ha, anh chị ngoài ra trong khóa e-learning này mình cũng sẽ share một số job về doanh nghiệp để anh chị có thể thử sức ha rất hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e-learning này và chúng ta cũng sẽ hẹn gặp lại trong cái video lần tới trên channel nghề cơ sở. Bye bye anh chị.